Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cơ quan điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn được biết đến với tên gọi là Shark Thủy, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Căn cứ kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Vụ án nêu trên xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame. Ngoài ông Thủy thì cơ quan điều tra còn khởi tố bắt tạm giam ông Đặng Văn Hiền là trưởng ban thuộc công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e-group. Nguyễn Ngọc Thủy được biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Ông Thủy cũng từng là thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình. Tuy nhiên sau đó, ông Thủy bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Thưa quý vị, ngày hôm nay 26 tháng 3, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, sau trận động đất xảy ra vào hôm qua tại Hà Nội, địa phương nhận được thông tin hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Viễn ở thôn Om Làng bị đá lở rơi vào nhà gây sập nhà, đè chết gia súc và làm hư hỏng nhiều tài sản. Ủy ban nhân dân xã Cao Dương đã thành lập tổ công tác đến các hộ gia đình kiểm tra hiện trường và tổng hợp thiệt hại sơ bộ tại khu vực thung ngái có 3 điểm sạt lở đá. Cụ thể là hộ của ông Nguyễn Xuân Viễn ở khu thung ngái giáp mỏ đá Phú Đỉnh vào khoảng hơn 8 giờ sáng đã bị đá sạt lở rơi vào nhà gây thiệt hại tài sản và công trình. Từ đỉnh núi đá phía sau nhà ông Viễn có một vệt sạt lở với chiều rộng khoảng 10 đến 20 mét. Hiện trường có nhiều đá xuất hiện do trận sạt lở sáng cùng ngày gây ra. Nhà ông Viễn bị tảng đá lớn kích thước 1 đến -1 hạ nhân 1x2 m sạt lở vào và gây sập một góc nhà chính, toàn bộ nhà bếp, chuồng lợn và chuồng dê. Thống kê sơ bộ tài sản tại hiện trường, gia đình thiệt hại gồm có đàn dê 25 con đang nước trong chuồng bị đè chết và gãy chân, tủ lạnh, máy lọc nước, bình đựng nước, bếp ga, giường tủ phòng ngủ và xe máy hư hỏng toàn bộ. Tại hai điểm sạt lở còn lại là khu vực thung ngái, núi đá phía sau nhà ông Trần Quốc Hội, có một vệt sạt lở đá từ trên đỉnh núi xuống phía sau vườn nhà, một số tảng đá to gây hư hỏng cây trồng. Thưa quý vị, một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã vừa xảy ra vào chiều qua trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Nhóm bảy học sinh rủ nhau đi tắm sông, nhưng không may bị đuối nước khiến hai cháu tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 3, nhóm nam sinh lớp 8 tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa đến ngòi lao nhánh sông Hồng thuộc xã Bằng Giã, cách khoảng 3 km để tắm. Khi đang bơi cách bờ sông khoảng 10 m hai học sinh bất ngờ bị tụt xuống hố sâu và bất tích. Năm em còn lại hoảng hốt lên bờ hô hoán người dân đến cứu. Đến 18 giờ cùng ngày, thi thể của hai nam sinh được tìm thấy. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Lãnh đạo xã Bằng Giã cho biết gần đây nhóm học sinh này thường xuống tắm khi trời nóng và được nghỉ học. Trước phản ánh của cử tri về việc thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới không ghi thời hạn hết hiệu lực, khiến họ không biết khi nào hết hạn để đóng tiếp, Ba dân nguyện của Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ Thủ tướng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét thiết kế lại mẫu thẻ bảo hiểm y tế để người tham gia có thể theo dõi hạn dùng một cách tiện lợi và dễ dàng hơn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết mẫu thẻ không ghi hạn dùng được phát hành từ tháng 8 năm 2017 đến nay đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với chuyển đổi số, được hầu hết người tham gia hưởng ứng. Bởi mẫu thẻ không ghi hạn dùng, giúp tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành, để người dân sử dụng lâu dài, đi khám chữa bệnh cần thẻ có ngay, không phải đợi làm thủ tục chờ đổi thẻ hàng năm như trước. Khi tham gia bảo hiểm y tế, thông tin người dùng gồm hạn sử dụng thẻ được ghi đầy đủ, cơ sở dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội, bên lai like thu tiền đóng mà cơ quan này cấp cho người dùng cũng thể hiện hạn sử dụng thẻ. 30 ngày trước khi thẻ hết hạn, cơ quan bảo hiểm xã hội gửi danh sách người tham gia cho các đơn vị thu để thông báo cho người dân đóng tiếp. Người dùng có thể tra cứu thông tin hạn dùng của thẻ bằng nhiều cách như cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam, sử dụng VSSID hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc tới cơ quan bảo hiểm xã hội, đại lý thu bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố áp dụng từ năm học 2023-2024. Theo đó, Hà Nội dự kiến thu học phí năm nay từ 24.000 đến 217.000 đồng một tháng, tương tự như 3 năm trước, giảm tới một nửa so với mức đã thông qua. Trong đó bậc tiểu học được miễn học phí, tuy nhiên Hà Nội đưa ra khung để làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh. Khi học trực tuyến, các trường công thu 75% học phí theo mức đã ban hành. Nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó. Trẻ mầm non học ít hơn 14 ngày trong một tháng chỉ cần nộp một nửa học phí, học trên 14 ngày phải nộp đủ. Mức học phí dự kiến này bằng với học phí năm 2021 và giảm tới gần một nửa so với mức đã thông qua vào năm 2022 là 50.000 đồng đến 300.000 đồng một tháng. Con số này khi đó được căn cứ theo nghị định 81 của chính phủ về học phí công lập. Tuy nhiên, đánh giá đời sống người dân còn khó khăn sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Hà Nội chi khoảng 1.133 tỷ đồng để hỗ trợ nên số tiền thực đóng của phụ huynh không tăng. Sang năm 2023, Hà Nội vẫn áp dụng khung học phí này nhưng dừng chính sách hỗ trợ. Trước sức nóng của kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu các trường học không được thu tiền giữ chỗ của học sinh. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên dòng chảy cuộc sống, nhiều trường học vẫn yêu cầu phụ huynh nộp hồ sơ và phí ghi danh giữ chỗ. Điều này khiến phụ huynh còn băn khoăn khi mà thời hạn nộp hồ sơ cho con đã sắp hết mà trường không thực hiện theo đúng yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 10 giờ sáng tại trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ Hà Nội, không quá nhiều phụ huynh đến trường nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 nhưng đa phần phụ huynh có mặt ở đây còn băn khoăn vì trường vẫn thu phí ghi danh và phí đặt chỗ ngày 22 tháng 3 mình đã có cái thông báo của sở giáo dục về việc các yêu cầu các trường dừng thu phí giữ chỗ của học sinh cho nên là mình băn khoăn thôi tức là mỗi trường nó có một cái cái phương pháp với cả những cái mà người ta quy định ra nhưng mà bây giờ nếu mà nhà trường mà không làm như thế thì bây giờ tất cả các con mà đã ghi danh vào đây mong muốn vào đây nhưng mà thực ra để để một cái là standby thôi. Nên nếu mà con không vào được trường kia thì con mới nhảy vào trường này thì lúc đấy thực ra là người ta không cần chu được cái suy số. Trước đó các phụ huynh đều nhận được thư mời và tin nhắn thông báo Phụ huynh đăng ký phí ghi danh từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2024. Đây là thời điểm ngay sau khi công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi tới các cơ sở giáo dục đề nghị không được thu tiền giữ chỗ của học sinh và phụ huynh. Đáng chú ý, kinh phí làm thủ tục ghi danh của trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ là 11 triệu đồng, trong đó phí ghi danh là 1 triệu đồng, phí đặt chỗ là 10 triệu đồng giống như nhiều cơ sở giáo dục khác, trường này lưu ý nếu cha mẹ học sinh từ chối cho con theo học tại trường, thì phí ghi danh và phí giữ chỗ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. Trước những băn khoăn của phụ huynh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ cho biết, phóng viên muốn có câu trả lời thì tìm gặp lãnh đạo công ty, tức là công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục một thành viên Lý Thái Tổ, còn ban giám hiệu thì chỉ làm việc chuyên môn. Không nộp thì anh không chịu vì là cái này. Công ty người ta đưa ra quyết định như thế Nếu mà em muốn gặp thì em làm việc trực tiếp với công ty Quyết định về vấn đề tài chính thì là của công ty Công ty trách nhiệm với hàm một thành viên giáo dục Lý Thái Tổ bạn tháng hiểu chúng tôi chỉ làm chuyên môn thôi Cách đây 6 năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội từng yêu cầu các trường tư thục không thu phí ghi danh giữ chỗ Nhưng sau đó việc này lại tiếp diễn năm nay công văn của sở giáo dục và đào tạo hà nội tiếp tục yêu cầu các cơ sở giáo dục không thực hiện thu giữ hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền giữ chỗ hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định gây khó khăn bức xúc cho học sinh cha mẹ học sinh và dư luận xã hội đã được đông đảo phụ huynh và dư luận ủng hộ là mỗi một nhà trường có những cách giải thích khác nhau việc đó như là họ cũng muốn chắc chắn rằng cái học sinh đó đăng ký vào mình nhưng tôi cho rằng là không nên có những cái khoản thu phí nào đó kèm theo và tôi thì tôi nghĩ rằng đó là một cái việc lợi dụng cái cái, cái, cái sức nóng của cuộc thi cái uy tín của nhà trường mà chúng ta thu tiền như vậy là thực sự là không nên rất không nên và trường Lê Văn Thiêm thì không bao giờ đồng tình với việc như vậy. Hiện phí ghi danh của các trường ngoài công lập tại Hà Nội nằm trong khoảng 1,2 đến 25 triệu đồng do các trường tự quy định. Ví dụ như trường Trung học phổ thông Archimedes huyện Đông Anh hiện có phí ghi danh là 23 triệu đồng. Một số trường có mức phí trên 10 triệu đồng là trường Việt Úc Hà Nội, trường Lý Thái Tổ, trường Newton, Sentia, Hà Nội Academy. Một số trường thông báo mức phí giữ chỗ thấp hơn như trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn 3 triệu đồng trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông ngôi sao hoàng mai trường trung học phổ thông đoàn thị điểm trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn siêu là hai triệu đồng trường trung học phổ thông phan bội châu hà đông một hai triệu đồng